Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Nắng Đẹp Miền Tây nha. Chào cả nhà. Hôm nay là mùng 10 đó cô chú anh chị. Hôm nay mẹ Như cũng có nấu một nồi bún điêu cua nè để bán cho bà con ở trong xóm nè. Giờ này là hơn 5 giờ, mấy chú công nhân cũng ghé quán ủng hộ ba mẹ rất là đông luôn. Hôm nay mấy em học sinh học lại rồi đó. Đi hết Tết rồi. Rồi trước khi mà nghỉ Tết thì đứa nào cũng nôn nao hết trơn. Hôm nay đi học lại cái mập mùng heo à. Hình như cấp 1 là nghỉ tới mười mấy ngày nữa không em? Dạ. Tại vì nghỉ ngày bữa thứ 6. Anh ơi đưa cho mốt gì vậy? Đi thơm quá à. Mấy người này là mốt với lại chú Hiền với dì Hà là ghé rồi đó chú anh chị. Đang đâu rồi không? Ấy rồi mang không? Này gì hay đâu mà ăn được đi hết bệnh hả? Bữa nay mổ hả? Dạ đúng rồi. Thử máu mình không có ăn uống được. Mắng sao mà mổ gì hay? Bị cườm ha. Dạ. Mổ lông xiên. Mổ với tai mắt mũi họng luôn. Dạ. 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 Mổ bình dân nó quốc có 15 triệu. Chàng ơi, mổ bên đây nhiêu? 3 triệu à. Dạ, mình có bảo hiểm không? Con mà có bảo hiểm. Dạ. Con là gần giác năm mà bây giờ nó mờ mờ nó không thấy giờ con. Chẳng công ty nghỉ nha. Dạ. Công ty mình chưa nghe khi nào bằng lại chưa? Năm trước thì tưởng là 19 đây. Dạ. Có tô không? Ông Út thì ăn bún riêu cô với lại tương xay. Tương xay nó dịu. Thường ấy, mọi người thì ăn bún riêu với lại mắm ruốc thôi cô chị. Còn đối với ông Út thì ăn tương xay ngon hơn. Mỏi gì? Nè, đi học lại hả chị? Nghỉ Tết vui không? Hả? Nghỉ Tết chị muốn đó con. Giờ đi học vui không? Nghĩ là không biết. Đích là hỏi rồi là Như Trang chứ không? Hỏi An cũng vậy đó, hỏi An nghỉ Tết vui không? Cũng vui thì đi học lại, nói nghỉ chưa đã mà. Nghỉ đâu có làm biếu. Nghỉ hào coi rồi nghỉ luôn. Hai giờ nghỉ, rồi nghỉ luôn coi có ngân giá học đi. Nghỉ hào lớp mấy hả bà Năm? Lớp 7. Chi là lớp 3 hả? Lớp 2. Đúng rồi, lớp 3 rồi đó. Sao dắt ra ăn sớm gì vậy? Tại thức sớm, ở nhà ta cứ màng nè, ta cứ nghe hơi đi hết rồi, ở nhà nó còn nên. Nhà nó, mình on là chứ chưa chút gì vậy. Có dầu thì nó cháy lên sáng, tự tự nó dầu luôn này tắt luôn. Đó là lên đường đó không? Ừ. Cà phê không cậu? Ủa vậy này là mới lên làm hay đi về chú công? Hôm qua nay là ở đây luôn. Hôm nay làm tới tối luôn. Rồi, nay làm tới tối luôn. Làm là từ ngày hôm qua, nó hồi trưa ngày hôm qua là như thế là mấy chú lên rồi đó. Ừ. Theo cái hết rồi. Nói vậy ta theo cái hết rồi. Theo cái theo nhớ đem tiền về nha. Hai. Đi lên mấy ngày có lo.
Qua kêu hai dĩa không mẹ? Hai dĩa. Hai đâu hai dĩa. Ở đây là ba gọi nướng ngon lắm. Nãy có mấy anh kia ăn sớm mà con nướng ăn sớm đó. Ăn sớm thì bán không được hả ba? Bán không, bán rồi. Ông Tư để con xếp ông Tư. Tư này gỗ ha. Mối gì vậy? Đây chạy nhà mấy tiếng qua? Chạy có nửa tiếng rồi anh hai ơi. Chú qua khuya là làm xong rồi chạy về nhà đó hả? Chạy về nhà luôn. Khuya mấy giờ xong? 2 giờ. Chạy 2 giờ, 5 giờ đó lên. 12 giờ. 2 giờ. Sửa luôn. 2 giờ giờ chạy lên nữa. 2 giờ chú ngủ rồi luôn. Đấy, cô cái hành ra nha. 4 giờ anh đi. Để chung hay đi ghi. Rồi làm cho ông Tư học công nghe nha. Cái chú cháu mày được không mà sờ bằng nè. Học công cho ông Tư luôn. Xích gì luôn hả? Ta ăn bún cua, ta nhờ mắm ruốc, ăn chân xay. Nói gì có một cách hết. Nếu mà ăn bún cua mà không cho ăn mắm ruốc thì nghỉ ăn. Bà nãy chú cho chèo ấy, mấy chèo á. Từng là mấy đã là người ghế đó. Yêu cầu là có người ghế. Phái người ghế mà. Ừ, cũng yêu cầu có người ghế. Thôi. 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 Ờ đi, hỏi xe có không? Sớm rồi bán được mấy chục ngàn. Đấy con xíu đi. Chưa. Mẹ hơi cho mẹ. Ờ, hả phải chục. Chổng này thăm ruộng hay vậy Tư? Hả? Thăm ruộng hay vậy? À, lối chỗ rồi vô cắt lối gà với xịt nè. À. Ờ, nó chỗ ra lại ha. Hôm nay thất rồi anh. Thất hả? Quá trời bao nhiêu lửa. Nghe có gà cám nè. Đó đó thì bụi chứ. Quá trời. Hôm nay bên tiếp bụi nậu ra vậy. Ừ. Thì nghỉ thất. Chỗ của ông bỏ chân. Ủa lắm luôn. Ôi, lúa có giá đâu có được bền. Bốn cái cơm. Đúng rồi. Bán cơm, cơm bốn. Mà rút giảm rồi nó giảm lên chút bạn. Tương bốn hả giải? Bốn chạy. Tôi dẫn xuống nước luôn. Xuống nước luôn. Nó là gọi là tắm rồi. Đó, nó chết. Bà ngày ăn thịt chờ xuống xuống. Bà cái chén bán không nền cái gì vậy? Anh ăn gì? Bún luôn ha, bún ha. Chú Bình ơi, thịt tao gọi được không? Thầy trong ngoài quá, thầy trong có không vậy? Xưa đó là chịu con khẩu với con mắng nó gì đó. Hồi xưa thịt bằng cái thịt tay á, không có thấu xuống gốc được. Còn về thịt máy luôn nè. Quơ lại xem xấu xuống gốc đó nè. Rồi cắt đi, mà gắt đi chợ nó, cái mình thấm á, nước dính không được á. Đúng không? Cái gì
và bệnh viện này cũng như không xuyên lắm, trời ngày nào cũng đi. Cũng như đợt trúng á. Thôn nữa đó nghe. Đất ẩn là mày chú Bình ơi. Ta lấy Bình ơi. Hợp cái má hành là con nhảy cái hủng vô cho luôn. Chèn ngơi với 500 nữa rồi. Có mẹ, có mẹ nè. Mẹ con đỏ trong cọc kia, cái bọn đó. Từ mới mở hàng luôn, bắt 500 nữa. Tàn xài với 500 các bạn. Mà thiệt, chỉ có ba nào kinh này thì chỉ có ba người sáu trăm. Ở gì vậy? Cậu này cái này cái qua rồi cứ đậu, qua rồi cứ đậu, qua rồi cứ đậu. Rồi, rồi. Chú biết nào hai chú hai, đã cậu biết cái đó. Dĩ con hả chú? Dĩ con hả chú? Dĩ con hả chú? Em biết kia, ghen, ghen, ghen. Dĩ con đúng không? Đúng rồi chị Dũng nè. Dĩ là mấy người nhà, hồi chút, cô tay hàng chỗ, cảm ơn. Hai người hả? Thật ra phần nữa gì vậy? Dạ. Phần nữa chưa? Chưa anh mới của hôm nay tháng 16 cộng hôm nay 16 cộng luôn tháng 16 cộng mà chát quá chát quả ha. Chứ là con gì là xuống 16 cộng mới uống dầu thấm đầu ngoài đầu kinh này mà tiền luôn chỉ chắc ăn nè ba lâu công à cô chú đâu đỏ mà chú mới kêu với cơm hôm nay thì mấy em học sinh quay trở lại học đó có chú anh chị thì vẫn như năm cũ. Những em học sinh mà có phiếu ăn sáng thì sẽ ghé nhà Như ăn sáng. Nhà gia đình Như sẽ tặng phần ăn sáng cho các em nha. Thì trước Tết gia đình Như cũng tặng cho khoảng 20 em học sinh đó cô chú anh chị. Thì sau Tết thì mình vẫn giữ như vậy nha. Bác tự nhiên hẳn để miệng nó cắn này nó chạy trước. Chạy quơ 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 nè. Tôi thấy gọi là cái đoàn hát nó dễ còn. Về giãn hát rồi cái bắt đường biên lên đưa nó cắn vô miệng lên nó chạy trước. Chạy trước nó đổ lỗi chứ nó cho khôn còn đi chợ được. Rồi, rồi. Chú, đã đi chợ. Đã đi chợ có mua tên hoài vậy đó. À, đã đi tập rồi. Chú cắn vô miệng đó là chạy nghỉ của ghe đó. Chú đi đơn thuần hay là chú chở bà Hai Dũng? Bà Hai Dũng. Hai. Bữa bữa ăn tháng con cứ như thế nào đó. Con nhớ nhà mà con hai con mới đi bán
Nhìn là đi xuống bệnh viện luôn hả dạ? Hay đi gì nhỉ? Dạ. Dạ. Mai gặp lại. Tao kéo ông đi bộ một bữa bữa sao ông lặn mất theo luôn. Có thằng cháu xuống ác thiệt chứ. Mấy thằng này đủ rồi ta. Dĩa cơm ba gọi không bì. Súp kìa mẹ, bỏ súp vô mẹ. Súp khúc gạch à? Quen rồi. Nói vậy chứ bắt liêu chia để vô chứ. Hãy
Ừ, diện hư cũng ăn chả chứ biết đúng không? Bữa nay đi giá kẹo lộn xộn được không? Cô về kìa.
Con mút là một tô mì, một tô một bún mì với một tô bún. Em ăn tết lớn không? Lớn. Quay cảnh cảnh ha. Ổng là tên chú Ba Cắn ha. Chú Ba Cắn. Quê đâu? Quê đâu? Quê đâu nghe nói quê đâu nè. Quê cũng nổi loạn nè. Còn ta bún nữa. Bún nè ba. Dạ Như xin chào cô chú anh chị nha. Dạ thì gia đình Như cũng vừa bán xong rồi đó cô chú anh chị. Dạ Như cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Như xin chúc cho cô chú anh chị ngày mới và vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.